Hear và listen đều có nghĩa là nghe. Tuy nhiên thì chúng có sự khác nhau rõ ràng. Hear có nghĩa là nghe thấy. Nghe thấy có nghĩa là chúng ta nghe một cách thụ động. Bất kể âm thanh gì phát ra thì chúng ta cũng nghe thấy. Còn listen có nghĩa là nghe một cách chủ động, một cách có ý thức và một cách có sự tập trung. Ngoài ra thì hear và listen còn có một sự khác nhau rất là quan trọng khác. Đó là khi chúng ta muốn nói lắng nghe một cái gì đó thì hoặc là một ai đó thì chúng ta phải dùng giới từ to. Ví dụ, I often listen to music in my free time. Đó, listen to music. Hoặc là I want you to listen to me. Đó, tôi muốn bạn lắng nghe tôi. Thì sau listen chúng ta phải dùng giới từ to nếu có một tân ngữ. Còn sau hear thì chúng ta không dùng điều đó. Ví dụ như là can you hear me? Đó, bạn có thể nghe tôi không? Okay.